Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ưu, ưu tiên vaccine cho các đối tượng có nguy cơ cao. Ông Dương Anh Đức cho hay, sắp tới, thành phố ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao nếu không được tiêm vaccine, đó là người lớn tuổi, có bệnh nền. Phát biểu tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 16 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, ba ngày qua, nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho các đội tiêm chủng tạm nghỉ ngơi sau chiến dịch kéo dài hơn 3 tuần. Qua 20 đợt phân bổ, thành phố đã nhận được hơn 4,4 triệu liều từ Bộ Y tế, 3,6 triệu liều AstraZeneca, 19.000 liều Verocell, 55.000 liều Pfizer, 571.000 liều Moderna. Đến nay, thành phố đã tiêm hết vaccine, chỉ còn một lượng nhỏ ở các bệnh viện để tiêm cho đối tượng đang điều trị. Ngoài ra, thành phố có hai đợt nhận vaccine Verocell của Sinopharm, mỗi đợt 1 triệu liều. Đợt thứ nhất vào ngày 31 tháng 7 đã kiểm định xong và đang triển khai tiêm. Đợt hai đã về thành phố Hồ Chí Minh và đang được Bộ Y tế kiểm định. Ông Dương Anh Đức cho biết thêm, Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao nếu không được tiêm vaccine, đó là người lớn tuổi, có bệnh nền. Các quận, huyện và thành phố đều lên kế hoạch chủ động đến từng nhà, từng khu để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vaccine. Việc tiêm vaccine rất cần thiết để người dân thành phố có sự bảo vệ. Vaccine tốt nhất là vaccine có trước và phải cố gắng tiêm phủ cho người dân. Bất kỳ loại vaccine nào cũng cần thời gian mới có tác dụng. Tiêm càng sớm thời gian có tác dụng càng sớm, ông Đức nói. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 13 tháng 8, tốc độ tiêm vaccine của thành phố đạt 200 000 đến 300.000 liều trên ngày như vậy tốc độ tiêm vaccine verocell chậm hơn so với các loại vaccine trước đây về việc tốc độ tiêm vaccine verocell chậm ông dương anh đức cho biết các loại vaccine có kích cỡ lọ chứa giống nhau tuy nhiên một lọ vaccine astrazeneca chứa 10 liều còn một lọ verocell của sinopharm chỉ chứa một hoặc hai liều tùy loại do đó các trung tâm y tế địa phương phải liên tục điều chuyển vaccine verocell về đơn vị không thể lưu giữ số liều lớn như các vaccine trước đây do các yếu tố nêu trên trong hơn 2 ngày qua, thành phố mới chỉ tiêm 200.000 liều vaccine Verocell, tất cả đều an toàn tuyệt đối. Ngoài trừ 4 quận, huyện đã hoàn thành, các địa phương khác đang tiếp tục tiêm. Huyện Cần Giờ, quận 5, quận 11 và Phú Nhuận đã phủ kín các đối tượng trên 18 tuổi và đã tạm dừng đợt tiêm mũi 1. Những ngày tới, 4 địa phương này sẽ ra soát các đối tượng chưa tiêm mũi 1, sau đó sẽ chờ tiêm mũi 2. Theo thống kê đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm trên 4,6 triệu liều vaccine, trong đó gần 100.000 người được tiêm 2 mũi. 500.000 người trên 65 tuổi và có bệnh nền đã được tiêm chiếm 70% người trên 65 tuổi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.